Thay vì cấy lúa thủ công thì nay ông Phát chỉ cần đứng đầu bờ chỉ ruộng để máy cấy. Với 8 sào ruộng cấy bằng máy chưa đầy tiếng đồng hồ là xong toàn bộ diện tích. Từ khi có dịch vụ mạ khay cấy máy của hợp tác xã phục vụ sản xuất tại địa phương, ông Phát cùng nhiều nông dân rất phấn khởi vì tiết kiệm được nhiều ngày công và năng suất lúa lại được bảo đảm. Nếu như không máy móc là làm nông nghiệp, là nông dân là rất là vất vả, chứ không phải là không. Giờ nếu như thuê một sào cấy là mất 350, còn cái máy này hết 270, không phải nói cả. Trong vụ mùa năm nay thì hợp tác xã cấy được khoảng 2.000 sào. Những cái khu vực liên kết này là hợp tác xã xuống đồng chỉ trong vòng một tuần này, cơ số mạ cấy máy là sẽ hoàn thành. Những năm gần đây, cơ giới trong sản xuất lúa đã được các địa phương áp dụng triệt để. Riêng việc gieo cấy, nhiều hợp tác xã và những nông dân tích tụ sản xuất lớn đã đầu tư mua sắm máy móc đồng bộ từ khâu gieo mạ đến khâu cấy. Với trên 1.400 máy cấy các loại, diện tích lúa được cấy bằng máy toàn tỉnh là trên 16.000 ha, đạt gần 22% diện tích gieo cấy. Khi mà tích tụ ruộng đất vào được rồi thì sẽ áp dụng được cơ giới hóa vào, mà đồng ruộng to như này thì chạy trong vòng có tiếng đồng hồ là đã hết được khoảng độ mẫu ruộng rồi. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, phương pháp mạ khay cấy máy đã giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chi phí sản xuất giảm từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một sào. Lúa cấy bằng máy nông, mật độ cây lúa đồng đều phát huy được hiệu ứng hàng biên, năng suất lúa cao hơn từ 10 đến 20% so với phương pháp gieo cấy khác. Với những ưu thế đó, phương thức cấy máy đã được nông dân của nhiều địa phương lựa chọn thay thế các hình thức gieo cấy truyền thống không còn phù hợp. Thời vụ cấy đấy thì gặp thời tiết rất là nắng nóng. Thứ hai nữa là nhân lực thì nhân dân là chủ yếu là đi làm công ty. Thế thì cái phương tiện máy cấy ở đối với địa phương Quỳnh Hoa thì có trên 20 cái máy cấy. Thì chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tập trung bằng hình thức là cấy máy, vừa tiết kiệm được ngày công lao động cho nhân dân. Thứ hai nữa là đẩy nhanh cái tiến độ gieo cấy lúa được tập trung, đảm bảo được cái khung thời vụ. Áp dụng phương pháp mạ khay cấy máy là xu hướng tất yếu trong sản xuất lúa trên cánh đồng lớn, cùng giống cùng trà, giúp bảo đảm chất lượng và hiệu quả sản xuất, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu lao động thời vụ ở nông thôn hiện nay.